Bác sĩ Vinmec tiết lộ cách kiêng chuẩn cho người bệnh mắc Zola thần kinh khỏi sau 3 tuần. Trước đây thì mẹ Tâm cũng bị mắc bệnh Zola thần kinh và cảm thấy rất là đau đớn cũng như là ngứa ngáy khó chịu. Và cái khoảng thời gian mà điều trị Zola thần kinh ở một số người thậm chí là kéo dài đến tận 3 tháng. Và sau cái video, sau cái chia sẻ này của Tâm thì Tâm chắc chắn rằng mọi người sẽ có cái hiểu cặn kẽ về bệnh Zona thần kinh và chúng ta cần phải kiêng những cái gì để bệnh có thể mau khỏi nhất. Quay trở lại với cả bệnh Zona thần kinh, sẽ rất nhiều người đặt ra câu hỏi là vậy thì bệnh Zona thần kinh đó là bệnh gì? Thì chia sẻ với cả mọi người, Zona thần kinh thì nó xuất phát là từ bệnh thủy đậu của chúng ta, từ cái virus mà gây ra bệnh thủy đậu. Thì khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta bị mắc bệnh thủy đậu thì cái con virus đấy khi mà chúng ta khỏi bệnh nó vẫn tồn tại ở trong các cái tế bào của chúng ta mà nó không chết đi. Nó giống như là đang ngủ ở trong cái cơ thể của chúng ta. Khi mà cái cơ thể của chúng ta, cái sức đề kháng của chúng ta nó kém đi thì cái con virus đó nó bắt đầu tấn công cơ thể của chúng ta, lúc đó thì nó sẽ gây ra bệnh Zona thần kinh. Mọi người đã hiểu chưa ạ? Tức là hồi nhỏ nếu mà chúng ta đã từng bị mắc bệnh thủy đậu thì khi mà chúng ta lớn lên, trong cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt, cái đề kháng của chúng ta nó kém đi, cái sức đề kháng kém hoặc là chúng ta bị căng thẳng đầu óc thì sẽ kích hoạt cái con virus đấy nó sống lại và nó sẽ gây ra chúng ta bệnh Zona thần kinh. Một số những cái người mà dễ bị mắc Zona thần kinh đó là những cái người cao tuổi, khi mà cái đề kháng của họ kém đi, trải qua một cái quãng thời gian là đã bị tích tụ độc tố trong cơ thể thì cái sức đề kháng kém thì những cái người đấy sẽ dễ bị mắc cái bệnh Zona thần kinh. Đặc biệt là những cái người từ trên 50 tuổi và những cái người cao tuổi thì dễ bị mắc bệnh Zona thần kinh hơn những người khác. Hoặc là những cái người mà đang bị chứng suy giảm hệ miễn dịch hoặc bị HIV, những cái người mà đang điều trị ung thư hóa trị xạ trị. Những cái người đó, những cái người mà bị căng thẳng stress ở trong công việc hoặc là thiếu ngủ, mất ngủ chẳng hạn thì cái đề kháng của họ cũng rất là kém. Lúc đó cái con virus đó nó sẽ tấn công và gây ra bệnh Zona thần kinh. Vậy thì mọi người sẽ hỏi Tâm rằng là vậy biểu hiện của bệnh Zona thần kinh là gì? Biểu hiện của bệnh Zona thần kinh đó là bị đau nhức ở vùng dây thần kinh, ngứa, ngáy và nóng rát. Thì những biểu hiện đầu tiên đó là đau nhức những cái bên dây thần kinh, và ở những cái dây thần kinh của chúng ta sẽ xuất hiện các cái nổi, các cái mụn nước lên. Mụn nước lúc đầu thì nó phồng rộp, sau đấy thì sau một thời gian thì nó khô và nó sẽ vỡ ra. Và một số người thì còn có những cái biểu hiện như là bị sốt nhẹ nữa. Và cái vùng đó thì sẽ bị ban đỏ lên và thấy ngứa ngáy. Vậy thì có những cái thực phẩm nào mà chúng ta nên kiêng và cái thực phẩm nào nên bổ sung để có thể chữa lành được bệnh Zona thần kinh? Thì Tâm biết rằng là cái nội dung này mọi người đang rất là quan tâm. Thật sự là cái nội dung này Tâm cũng muốn rất muốn chia sẻ với mọi người, bởi vì là tất cả những cái căn nguyên bệnh của chúng ta đều xuất phát từ cái những bên cái bên ngoài tác động về cả tâm lý cũng như là ăn uống, đúng không ạ? Bản thân cái bệnh ung thư chính là cái việc mà tế bào nó không chết đi theo quá trình tự nhiên. Chúng ta ăn quá nhiều những cái đồ độc tố tích tụ lại trong cơ thể và nó sẽ gây ra các cái khối ung thư, nó làm biến dạng các cái tế bào của chúng ta và hình thành các cái khối ung thư. Vậy thì để có thể chữa lành được cái bệnh Zona thần kinh thì chúng ta cũng cần phải điều trị hai cái là về ăn uống cũng như là về mặt tâm lý. Về cái ăn uống thì các bác sĩ ở bệnh viện Vinmec cũng khuyên rằng chúng ta sẽ nên ăn uống những cái đồ ăn mà chứa nhiều lysine. Lysine sẽ là một cái loại mà axit amin mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà chúng ta phải lấy từ những cái nguồn thức ăn bên ngoài. Thì hơn những người khác là những cái bệnh nhân mà bị Zona thần kinh thì họ càng phải củng cố chế độ dinh dưỡng hơn nữa để tăng được cái đề kháng cho cơ thể. Lysine sẽ chứa nhiều ở trong những cái loại như là cá hoặc là ở trong những cái loại họ đậu. Đó, thì mọi người sẽ bổ sung những cái loại thức ăn đến từ cá hoặc là những cái loại đậu để chúng ta sẽ bổ sung cái lysine cho cơ thể chúng ta. Ngoài ra thì bác sĩ cũng khuyên rằng chúng ta nên bổ sung cái nguồn vitamin C. Cơ thể khi mà thiếu hụt vitamin C thì sẽ làm giảm cái sức đề kháng. Và vitamin C thì có chứa rất là nhiều ở trong những cái loại hoa quả chua như là ổi này, cam, chanh hoặc là bưởi. Mọi người cũng nên bổ sung kẽm vào trong cơ thể của mình ở trong những cái loại rau màu xanh, xanh lá.
Và những cái thực phẩm mà giàu vitamin B6 và B12 là những cái loại thực phẩm mà tốt cho dây thần kinh của chúng ta. Đó chính là cá này, chuối, đúng không ạ? Và khoai lang đều là những cái thực phẩm rất là bổ dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Một số những cái loại thực phẩm, những cái loại dược phẩm khác mà mọi người hoàn toàn có thể bổ sung, đó là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì có chứa 12 cái loại axit amin. Khi mà cơ thể của chúng ta bị tấn công bởi những cái con virus, nó làm cho hệ thần kinh bị suy yếu, cơ thể bị suy nhược, thì chúng ta bổ sung cái đông trùng hạ thảo đấy sẽ giúp tăng cường cái sức khỏe cơ bắp, tăng cường cái dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và nó còn giúp chúng ta sẽ ngủ ngon hơn trong khi mà bị cái con virus kia tấn công làm gây đau đớn cái cơ thể của chúng ta. Và vậy thì những người bệnh bị zona thần kinh thì họ cần phải kiêng những cái gì? Đúng không ạ? Chúng ta cần phải kiêng những cái loại đồ ăn thức uống mà nó là cái môi trường làm cho virus nó phát triển. Đó là cái môi trường axit gì sẽ làm cho cái virus xấu nó sinh sôi và nó phát triển, nó cộng hưởng lên. Thì chúng ta cần phải kiêng những cái đồ chiên rán dầu mỡ không tốt, có những cái loại tinh bột mà chế biến sẵn như là các cái loại đồ ăn nhanh fast food như là gà chiên hoặc là bánh mì trắng hoặc là mì trắng. Nói chung là chúng ta nên chuyển sang một cái chế độ ăn gạo lứt. Những cái loại gạo có màu hoặc là còn nguyên vỏ cám thì sẽ rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Chúng ta đặc biệt phải kiêng các cái chất kích thích. Tại sao Tâm lại nói rằng mọi người phải kiêng các cái chất kích thích? Bởi vì khi mà chúng ta bị zona thần kinh, tức là chúng ta đang bị tấn công vào cái hệ thần kinh của chúng ta, các cái dây thần kinh của chúng ta. Khi mà chúng ta sử dụng các cái chất kích thích thì nó sẽ làm yếu đi cái hệ thần kinh của chúng ta, bởi vì là sử dụng các cái chất kích thích thì nó sẽ làm cho chúng ta nó hưng phấn lên tại một cái thời điểm đấy, sau đấy thì sau cái thời gian hưng phấn thì nó sẽ bị giảm tụt giảm xuống và làm cho hệ thần kinh của chúng ta nó lại càng trì trệ hơn. Chưa hết, khi mà chúng ta sử dụng các cái chất kích thích đấy thì nó làm chết đi cái hệ lợi khuẩn của cái đường ruột của chúng ta. Mà cái đề kháng của chúng ta là 60% nằm ở hệ thống tiêu hóa. Mà chúng ta sử dụng các cái chất kích thích thì nó giết chết hết các cái khuẩn lợi đấy. Thì có phải là cái bệnh zona nó sẽ càng nặng hơn, đúng không ạ? Và cái chất kích thích khi mà vào trong cơ thể như là rượu, bia, thuốc lá, nó làm co các cái mao mạch, nó làm cơ thể của chúng ta mất nước. 70% cơ thể của chúng ta là nước và độc tố được đào thải qua cái nước nạp vào trong cơ thể. Nếu chúng ta không có đủ nước ở trong cơ thể thì cơ thể không thể thải độc tố được, và đó là một cái môi trường thuận lợi để cho virus tiếp tục sinh sôi phát triển, và thậm chí không phải là 3 tháng, có thể 6 tháng chúng ta mới có thể khỏi được bệnh zona. Nếu chúng ta ăn theo cái chế độ mà Tâm vừa khuyên về những cái thức ăn tốt cũng như là cái thức ăn xấu mà chúng ta cần tránh, thì chỉ trong vòng khoảng tầm 3 tuần là những cái người bệnh bị zona là có thể khỏi được bệnh rồi. Và hy vọng rằng những cái thông tin mà Tâm chia sẻ ở đây hữu ích với tất cả mọi người. Nếu thấy hữu ích, đừng quên subscribe kênh YouTube của Tâm, ấn vào hình quả chuông để nhận những thông báo về những video sớm nhất mà Tâm up lên. Và có bất cứ một cái câu hỏi gì muốn đặt cho Tâm thì hãy comment xuống dưới để Tâm tiếp tục làm những cái video tiếp theo để trả lời mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.